Tập 1120, dì Musae và cô bán hàng địa ngục. Hôm nay cô tiếp thị đến từ địa ngục đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Lần này cô quyết tâm sẽ trả thù nhà Xin sau bao nhiêu tủi nhục cô phải chịu đựng. Nói rồi cô bấm chuông. Thấy Xin ra mở cửa, cô đoán Xin sẽ hỏi mình là trai hay gái nên cô tiếp thị bịt miệng cu cậu lại rồi tự giới thiệu mình đích thị là phụ nữ. Rồi cô hỏi mẹ Misae, nhưng mẹ lại đi mua sắm cùng Hima mất tiêu. Vậy là cô tiếp thị đứng hình vì con mồi đã đi vắng. Đột nhiên dì Musae trong nhà nói vọng ra hỏi ai. Xin bảo đây là một người rất kỳ lạ. Cô tiếp thị nghe vậy liền đính chính lại cô là người đang bước đi trên nền kinh tế xoay chuyển. Và là cô tiếp thị số 1 đến từ địa ngục, không ai khác, đó là Urima, 27 tuổi thuộc cung Bảo Bình. Đang tự tin thì tự nhiên cô hết hồn khi thấy dì Musae cứ chĩa máy ảnh vào mặt cô rồi chụp liên tục. Dì thấy cô tiếp thị thật đặc biệt. Rồi cô hỏi thăm Xin thì biết được đây là dì Musae, em gái của mẹ và đang là một nhiếp ảnh gia. Cô tiếp thị nghĩ chắc đây là dòng họ của khoai tây thì là giống khoai môn rồi, vậy là cô cho dì vào tầm ngắm. Bắt đầu kế hoạch, cô hỏi dì Musae có thích nấu ăn không? Dì thấy dì cũng thích ăn uống, cô tiếp thị nghe vậy liền giới thiệu nồi áp suất điện. Chỉ cần cho nguyên liệu vào nồi rồi ấn nút thì lập tức nhanh chóng đã thành món ăn yêu thích. Và nó có thể nấu bất kỳ loại thức ăn nào, Xin nghe mà thèm quá. Cô tiếp thị thấy nếu nấu cá ngừ thì đúng là tuyệt. Sau đó cô lôi quyển hướng dẫn sử dụng nồi áp suất ra cho dì xem. Dì thấy cũng ổn nhưng mà dì chẳng có hứng thú với mấy đồ này. Cô tiếp thị nghĩ là với nồi áp suất này thì nhà của Xin có thể biến thành một nhà hàng 5 sao. Nhưng dì Musae lại muốn chụp ảnh cô Urima hơn nên dì muốn cô làm mẫu cho dì. Cô tiếp thị định từ chối nhưng nghĩ lại thì đây là cơ hội bán hàng. Chỉ cần đi bán hàng cho dì chụp rồi sau đó dụ dì mua nồi áp suất. Đúng là một công hai việc, vậy là cô tiếp thị đồng ý cho dì chụp. Xin thấy thú vị quá nên cũng muốn đi xem, cô tiếp thị thấy mệt mỏi quá. Sau đó cả ba qua nhà bà cô tác nghiệp. Thấy cô tiếp thị liền giới thiệu về mình. Dì Musae cũng kể mình là nhiếp ảnh gia, Xin là trẻ em. Sau đó cô tiếp thị bắt đầu tác nghiệp với món nhạc cụ Ocarina, Xin cũng tranh thủ hóa trang hỗ trợ. Còn dì Musae thì nháy máy liên tục, nhưng bà cô hàng xóm chưa bao giờ sử dụng cái này. Vậy là cô tiếp thị cho lên miệng thổi thử. Rồi cô giới thiệu dụng cụ này còn rất nhiều màu sắc đa dạng, nhưng bà cô chỉ thích màu hồng thôi mà không có nên cô nghĩ chắc là cô không mua. Cô tiếp thị bảo bà cô đợi một chút vì công ty của cô luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Nói rồi cô liên lạc về công ty, nhanh chóng một cái Ocarina màu hồng được ship tới. Bà cô kia thấy cũng thích nhưng mà cô muốn suy nghĩ một chút. Cô tiếp thị liền tung chiêu là nếu mua cái này thì sẽ được tặng một chiếc xe đạp. Như vậy có thể đạp xe đến một nơi yên tĩnh, sau đó chơi Ocarina cho thư thả. Và combo Ocarina và xe đạp chỉ có giá 49.800 yên, còn được tặng thêm một túi đựng Ocarina nữa. Bà cô kia nghe vậy liền đồng ý mua luôn. Còn cô tiếp thị thì cười như được mùa, dì Musae thấy cô thật đỉnh. Trong tích tắc đã bán được hai món, sau đó mọi người lại di chuyển đến nhà ông chú. Và sản phẩm cô tiếp thị muốn giới thiệu là máy massage mini này. Nhưng ông chú kiên quyết không mua, dì Musae cũng tranh thủ chụp biểu cảm của cô. Cô tiếp thị thấy ông chú này đúng là cứng đầu, nhưng mà cô sẽ thu phục được. Xin nghĩ là ông nên mua nồi áp suất này vì đây là một món hời. Cô tiếp thị nghĩ là Xin nên để yên cho cô làm việc. Dì Musae cũng bảo là dì không có ý định mua nồi áp suất đó nên ông chú cứ mua. Cô tiếp thị thấy hơi cay rồi nha, còn ông chú thì bực mình khi dì không muốn mua mà lại bảo ông mua. Dì Musae thấy cái nồi này có thể nấu được rất nhiều món. Xin và cô tiếp thị cũng thấy như vậy, vậy là ông chú bảo cô đưa quyển hướng dẫn ra. Ông chú liền dùng kính lúp để nghiên cứu, ông thấy nó cũng khá ổn. Dì Musae thấy là ông nên mua nó nhưng mà ông nghĩ là dì không nên ép ông. Thấy vậy Xin liền giả tiếng chọc ông, rồi ông cười hả hê, dì Musae nhân cơ hội chụp lại nụ cười này. Với lại nhìn khuôn mặt này thì dì đoán chắc ông sẽ mua rồi. Thấy dì đỉnh quá nên ông chú quyết định sẽ mua nó. Vậy là ông và dì đập tay nhau làm cô tiếp thị hết hồn. Đến chiều cô tiếp thị một mình ra bờ sông vắng thổi Ocarina, thì ra cô rất bực mình vì đã thua một người nghiệp dư như dì Musae. Nhưng cô quyết tâm sẽ quay trở lại và báo thù. Nói rồi cô gửi một nụ hôn gió làm Xin nổi hết cả da gà, rồi cu cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 354, B2, cả nhà Xin cùng mẹ đi phỏng vấn. Tự nhiên bố thấy đau bụng quá nên vào nhà vệ sinh một chút. Mẹ cũng tranh thủ thay tã cho Hima, lúc sau bố cũng đi ra. Đưa cho bố một quyển truyện tranh và một con thú bông rồi bảo bố chơi cùng Hima. Bố chỉ sợ cô bé nhớ mẹ rồi khóc thôi. Xin thấy cách dỗ Hima nhanh nhất là nhảy nhót như vậy rồi lắc mông Buri nữa. Bố thấy cũng hay, nhưng bố chợt nhớ ra là quá xàm xí. Sau đó mẹ đưa đồ của Hima cho bố. Bố nghĩ là mẹ nên quay lại sớm nhất có thể, Xin lại lo lắng mẹ sẽ trả lời sai. Tự nhiên bụng bố kêu tiếp nên bố nhờ Xin canh dùm Hima để đi vệ sinh. Nhưng Xin thấy mệt quá, vậy là bố dụ tí nữa sẽ mua Chocobi, nhưng Xin lại muốn Chocobi Jumbo.
Bố đồng ý luôn, suy nghĩ lại thì thấy có bánh quy mới ra mắt, hay là nên ăn cái đó, bố đau bụng quá nên đưa Hima cho xin, nhưng cu cậu bảo bố từ từ để cu cậu suy nghĩ đã. Bố điên quá tự bế Hima vào nhà vệ sinh luôn. May quá ở đây có đồ chơi cho trẻ em, vì đây là chỗ cho em bé thôi nên bố bảo xin ra ngoài, giải quyết xong bố thấy thoải mái quá, suy nghĩ chắc Hima đang nghẹt thở lắm. Đúng thật, cô bé phải đang phải bịt mũi trong này, đi xong bố lấy giấy thì đã hết mất tiêu, tìm mãi không thấy nên bố hét toáng lên, rồi bố lục túi Hima tìm nhưng chẳng có. Vậy là bố thò đầu ra nói nhỏ với xin qua phòng vệ sinh kia lấy giấy dùng bố, nhưng xin nghĩ là phải có gì đó cảm ơn. Bố bảo xin cứ đi trước đi, chuyện đó tính sau, nhưng xin vẫn muốn mua cả chocobi và bánh quy, bố bực lắm rồi đó, sau đó xin qua nhà vệ sinh bên cạnh lấy giấy giúp bố. Cu cậu cứ nhắm mắt kéo mãi đến hết cuộn giấy, đến khi nhìn lại thì tất cả đã bị nhét hết vào bồn vệ sinh. Vậy là xin nhét qua cái cọ bồn qua cho bố, nhưng bố không dùng mà cứ ngồi nghĩ cách, một lúc sau bố bảo xin ra ngoài gặp ai thì nhờ họ xin giấy dùng. Vậy là xin quyết định ra ngoài nhờ chị xinh đẹp. Bố nghĩ nếu xin ra gặp chị gái chắc là sẽ kể chuyện bố đang ngồi đợi trong nhà vệ sinh rồi thêm cả chuyện bố chân thối nữa. Sau đó mọi người sẽ tập trung lại cười nhạo bố. Vậy là bố bảo xin ra ngoài đừng nói những thứ không cần thiết. Vậy là xin chạy đi luôn. Hima ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá nên khó chịu rồi khóc ré lên. Bố liền lấy heo bông ra dỗ nhưng cô bé không chịu. Mọi người bên ngoài nghe tiếng heo kêu trong nhà vệ sinh thì chẳng hiểu chuyện gì. Ngoài này xin vẫn đi tìm giấy vệ sinh giúp bố, dỗ không được Hima bố lại đưa chuyện ra đọc cho cô bé. Xin lúc này cũng tìm được nhà vệ sinh khác rồi chạy vào lấy giấy. Đến khi chạy ra, cu cậu chẳng nhớ nhà vệ sinh của bố ở đâu nữa. Thấy có chị gái xinh đẹp nên cu cậu định lại hỏi, chợt nhớ ra bố dặn không được nói lung tung nên xin đứng diễn tả. Vậy mà chị gái lại hiểu được rồi ôm một mớ giấy vệ sinh cùng xin đi giải cứu bố. Nhưng bố đã ra ngoài được rồi, xin không biết sao bố lại ra được đây nữa. Bố bảo xin là không nên bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh. Chị gái thấy rất xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho bố. Tự nhiên Hima thấy khó chịu quá nên đập vào giỏ đồ làm cuốn truyện tranh rơi ra ngoài. Xin không hiểu sao nó lại bị xé mấy trang ở giữa. Vậy là bố quê quá câm nín luôn. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 487 trước nhà có công trình thi công. Xin mở cửa than thở mấy người này chậm quá đi chắc phải đi trước quá. Xin chạy ra cổng múa máy đội phòng vệ Kasuka bể xuất phát thôi thì ngạc nhiên phát hiện cái gì đây. Anh bảo vệ nhắc xin tránh ra đi nguy hiểm đó. Hóa ra là anh hướng dẫn người tham gia giao thông. Xin vẫn đứng im nhìn anh chằm chằm. Anh ngạc nhiên hỏi mặt mình dính gì à. Xin chỉ mặt anh dính đinh kia. Anh ta bực bội bảo là dâu cằm đó. Lại có người đi qua anh cúi đầu xin lỗi vì làm phiền. Xin nhận xét công việc thú vị ghê. Anh nhăn nhó bảo thú vị gì chứ, nói chung là hướng dẫn cho mọi người đi qua đoạn đường này an toàn thôi à. Xin nhờ anh hướng dẫn cho mình đi qua, anh ngó nghiêng hai bên không có xe được rồi đi qua đi. Xin vừa đi vừa cảm thán tự nhiên gắn đinh lên cằm đúng là không hiểu nổi trẻ con thời nay luôn. Anh bực mình quá đi đã nói là dâu cằm rồi mà. Xin đột nhiên quay lại quên mất xin muốn đi về hướng ngược lại cơ. Anh ta bực bội vậy cứ đi đi có gì đâu. Xin dùng ánh mắt long lanh năn nỉ xin ngắm anh chút xíu nha nhìn ấn tượng quá à. Anh ta ngại ngùng vì được khen quá, muốn làm gì thì làm, ý xin là cây gậy ấn tượng cơ. Anh ta xấu hổ vớt vát bảo mình biết mà. Xin hỏi cây gậy nặng không, có đèn nhấp nháy không, anh bảo nó có khả năng phát ra tia sáng có sức công phá dữ dội đó. Xin la lên trầm trồ còn hỏi nó có đánh bại ác quỷ không, tất nhiên là dễ như húp cháo rồi. Xin cảm thán tưởng dễ lừa con nít lắm à, anh ta tức tối gào lên thiệt là tức điên với thằng nhóc này mà, từ giờ không hướng dẫn mấy thằng nhóc qua đường nữa chỉ hướng dẫn xe qua lại thôi. Thấy xin chạy đi anh nghĩ mình có hơi quá lời rồi thì phải. Hóa ra xin về lái xe đồ chơi ra để được hướng dẫn, anh bảo xin qua đi, xin thắc mắc sao anh không nhìn trái phải, anh đảm bảo không sao mà. Xin nhăn nhó nhìn anh toát mồ hôi được rồi kiểm tra này. Xin đi qua rồi lùi lại hỏi sao không có câu xin lỗi vì đã làm phiền. Anh khó chịu đúng là phiền phức đành nói cho xong chuyện vậy, không thể chịu nổi nữa, xin lại quay lại đúng là bó tay đã thế còn than thở dạo này công trình cứ làm hoài thật là khó khăn cho việc đi lại. Xin đi tới, anh uể oải nói xin lỗi đã làm phiền. Xin lại quay lại nữa ư, anh cố nhịn mời qua vậy. Xin đi khuất rồi mừng ghê, nhưng anh chưa kịp mừng xong thì xin đã quay lại. Anh ta gào lên ông nội quay lại nữa hả? Đã thế theo sau là đám bạn, anh toát mồ hôi không thể tin nổi đành miễn cưỡng hướng dẫn cho cả đám qua. Cả đám dừng lại trầm trồ cái lỗ to thiệt nha, anh khó chịu nhắc nguy hiểm lắm đi qua nhanh đi. Xin cảm thán lớp trẻ giờ dễ nổi quạo quá vậy không được rồi. Anh khó chịu bảo mình không muốn nói chuyện với con nít đâu đi nhanh đi. Xin nhận xét anh không lịch sự gì hết, anh gào to qua dùng đi, đau đầu với mấy đứa con nít quá. Nên e nhận xét làm việc mà rảnh vậy chắc khó chịu lắm ha. Anh nhăn nhó nhờ mấy đứa nên không rảnh luôn đó rồi đuổi cả đám đi chỗ khác chơi.
Bo hỏi cuộc họp diễn ra ở đâu đây, xin nghĩ là nhà cô Yoshinaga. Kazama nói nay đi xe hơi nên tìm chỗ rộng hơn đi. Vậy ra công viên, cả đám nhất trí, lại định quay lại ư? Anh tức tối gào lên, đủ rồi nha. Cả đám rưng rưng nước mắt, thôi anh lại miễn cưỡng mời qua và nói câu xin lỗi vì làm phiền. Bỗng trời đổ mưa, cả đám đành phải quay về nhà xin vậy. Xin nhắc anh giữ sức khỏe nha. Anh nhăn nhó cảm thán chắc stress chết sớm với mấy đứa trẻ con danh mãnh quá. Anh lo lắng vì không đem áo mưa, có ô tô đi qua còn ngó ra quát đường nhỏ xíu mà làm hoài kẹt đường à. Anh lại phải nhẹ nhàng xin lỗi, thật là khó chịu. Xin đưa ô ra cho anh. Anh bất ngờ rồi cảm thấy vui vẻ trở lại, thật ấm áp quá đi.